Rồi, xin kính chào anh em nha. Mình lại có vài món đồ anh em. Làm cái clip nhỏ gửi đến anh em tham khảo. Đầu tiên mình giới thiệu là cái mã đồ hơi nãy mình bán á, mình quay điện thoại không có được sắc nét, mình quay lại cho anh em coi. Này là nặng 400 g nè, dày chắc lắm. Mấy cái răng này thông dụng anh em mua về mua đầu chuyển gắn vô xài thôi, còn không mình có máy thì mình gắn này vô máy rồi kết nối với máy này xài. Hilary Recruit gì đó anh em, Made in Germany chuẩn. Này cái khúc này là bằng inox, ở đây là mạ kẽm, ở trong là trong nữa là đồng, hai ba loại vật liệu đó. Mình bán 10 cây rồi, còn 10 cây nữa thôi. Rồi, cái clip này lên thì có thể là nó hết rồi, tại vì mới quay chiều. Mã số 1 Emeita 136 này, như cục pin zin còn nhận sạc luôn nha, giá 1,4 triệu bao ship. Điều tóc khá mượt nè. Con này mình chưa vệ sinh hết nè. Mà đẹp nhà mà tem nào đầy đủ, cao su nó mất cái chụp cái miếng nhựa ở đây thôi. Ngoại hình vậy là khá anh em, đầu không có rơ. Chạy im. Pin cũng sạch sẽ khô ráo. Còn siêu niêm phong. Giá 1,4 triệu ha. Máy với pin nhận sạc zin. Pin bãi nha nè. Mã số 2 là cây búa này chắc của đốc suy đốc diêu vậy anh em nè, chữ D đầu nè. Men Japan cán cầm bằng nhựa, còn ở đây nó bằng cái gì ấy? Bằng không phải bằng gỗ, giống giống như nhựa nha. Thì mình thấy nó đặc biệt quá mình mua thôi. Cây búa thì ít có bán lắm, thấy là lạ mới mua. Giá 250. Mình cân cho nó nặng mấy gram. Tổng trọng lượng là 650 g nha anh em. 650 g là nguyên cái búa cán luôn á. 250. Có một cây rất là lâu lắm mà. 2 năm rồi trên mình cái clip của mình mới có cây búa. Mã số 3 một cái cặp đo hơi 320 ngàn nha, một cái đo thẳng một cái đo góc, đo áp á đẹp long lanh luôn. Này mình sẽ cho miếng dầu chống sét của Nhật vô đây nha, để anh em bảo quản. Nó nằm ngoài bãi mà nó cũng không có sét đâu, nhưng mà mình sẽ cho anh em dễ bảo quản. Mình có test trên xe rồi nha, anh em nhấn vô đừng cho nó xì, nhấn pịch vô giữ đó là lấy ra. Cặp là 320, cái thẳng cái góc mình bán cặp luôn, tại mua con cặp vậy nè. Này đừng tháo ra nha anh em, tháo ra thì chú ý từ từ rắp á, tại nó có cơ cấu nó để giữ hơi á. Mình tháo ra mình gắn sai, nhảy sai á. Ba men xe băng nè. Cái này cũng vậy luôn. Nó cùng cái hiệu mà quay nó khó thấy lắm. Condor gì đó. Sẵn người Nhật cặp 320, mã số 3. Mã số 4 cái đầu chuyển dít sang khoang, nó cái hiệu này cũng hàng bãi luôn, nhưng mà ở này nó 1.5 đến 10 ly, nó nhỏ nhỏ, mình bán 150 thôi, bao ship tặng kèm cái mũi dít. Tặng thêm cái mũi dít này đi, mũi dít số 1. Hàng bãi ra ngoài nha, vẹt sale luôn á. Này được cái đầu bãi nó không có nhảy thôi. Mình test cho anh em tương đối, gắn vô máy khoan là mình biết rồi. Nó ít nhảy lắm. Nên anh em thấy cái tâm thẳng băng không? Một trăm rưỡi bao ship.
Ở số 5 một cái vít Hitachi 3.6 4.8 em đẹp. Mình lấy lâu lắm mình cũng mới bán cây này. À, cấp trượt chặn đồ điện tử đâu ngon. Thôi vậy thôi. Thì cái này nó chưa xài nhưng mà nó tồn kho lâu, pin nó hư mình đóng lại, mình bỏ xe win 2.5 vô nha. Samsung 25R vô ngon luôn. Bỏ xe win nè. Thôi 25R rồi đó. Pin nó có 1.500 thôi. Mình quất vô. Thành 2.500 xài đã luôn. Đẹp. Bán 4.8 bao ship. Rồi mã số 6 cục pin Makita cũng nhận sạc pin luôn 6A. Cái đợt trước mình không mở anh em coi á. Anh em ngại không mua mở ra cho anh em coi. Hai bộ giá luôn. Mình tính đi tính lại giờ cái anh em đóng cục pin 6A thì nó cũng tầm 5A tiền sale không có cũng 500 ngàn rồi, chưa kể vỏ ha. Mình bán 700 bao ship. Cái pin 7 zin nha. Sale zin thôi, cái mạch thì để mình mở ra mình chỉ cho anh em coi. Đó, cái mạch này mình thay cái mạch zin qua thôi. Mạch zin của pin 3 chấm đó, nó vậy nè. Zin nó vậy nha, không có chế gì đó. Sale đẹp nè. Sony. Sạch sẽ ha. Bên này đẹp, bên này nó hơi ẩm xíu cái đường này không sao nữa ha. Còn mình thay cái mạch của zin ra thì nó nhận sạc zin cái mạch zin luôn chứ không phải mạch Trung Quốc, nó không có mấy cái này. Đó, này có linh kiện đầy đủ hết. Cái này cái silicon đó, nó để bảo vệ cái mạch đó. 700. Rát cũng cao. Rát 218. Xeo Sony thì chuẩn nha mấy. Sony đóng qua chuẩn của mình. Đây mình chỉ có tiền mình xài Samsung thôi. Samsung 6A thì cái tiền đóng nó cũng hết 500 hơn à. Chưa kể vỏ nè. 700. Mã số 6 700. Bên 3 này cũng sạc lâu nè. Cái lần đầy vậy nè. Test luôn cục này cho anh em coi. Mã số 7. Một cái hộp. Hộp thôi nha, hộp đựng của Daiwa. Hộp chống nước để anh em về mà chế pin bán cho mấy người câu á. Nó có bình ắc quy á mà mình bỏ ra mình bán ve chai rồi. Nó hư rồi mình mua 250 luôn. Bán lại 250. Tại vì mua nghiên cứu cái gì chổng mà nó chỉ là cái hộp đựng bình ắc quy cho những người đi câu biển á. Là nó có hai cái cọc nè. Đặc biệt của nó là trong ron chống nước cái của Nhật hiệu Daiwa, bán lại 250 bao ship. Này qua nè. Có đế để cho nó êm. Cao su nó hít, không có chạy Nhật. 250 bao ship. Cái hộp không rồi anh em, có dưới hai cái cọc nè, trong nó không có gì chứ, có dây điện. Một cái sợi dây điện với cái rời le nhiệt. Một tấc 7 nè. Cao nè. Tấc 3 nè, không có tính cái quai nha. Bề rộng nè. Một tấc 1. Giá 250 bao ship. Mã số 7. Mã số 8 một cái vít Panasonic 340.000. Tặng thêm cái mũi vít này nữa, thêm một cái nữa. Xịn ra ngoài nha. Xịn đi theo mấy cái máy này nè. Cái mũi này bình thường mình kiếm khó lắm, mình xài mấy con vít này khó lắm, mình khó mình thẳng luôn. Dây zin hết mình có mua à, không có cắt không có gì hết. Dây zin hay con này luôn. Chứ mà mua cây máy này về không có lợi, nhưng mà nó nhiều khi nó hư nữa mà phải mở ra đấu dây nó cực lắm. Nguyên dây thì mua bán kiếm đi vài ly cà phê. Chỉnh lực nè bạn nha, nhạy lắm, mở đồ điện tử rồi ok anh em dặn nhỏ xuống. Mở đồ điện tử. Không quên chưa bật. Ha. Tay mình giữ còn ngắt đó. Đảo chiều nè. Đó. Còn tăng lên là nó nặng nha, nè, tăng lên nè.
Đây nè, nhấn xuống. Đây thấy không? Điện 100V nha anh em, sản xuất tại Nhật luôn. Điện 100V 60W. Dây zin 340 bao ship. Có con cây gì nhé? Có con cây hiệu Panasonic này thôi. Mã số 9 là một cặp cần lực à, mình đánh xài bình thân nó bán bớt. Cái này kinh tế khó khăn quá bán. Đồ đẹp. Nói chung đồ cơ khí mà nó quăng bãi thì nó có trầy trầy mấy chỗ này một chút. Tại vì khi mình để xuống là cái này nó tiếp xúc nè, nó sẽ trầy lại xíu hơn. Còn số đồ còn đẹp nè. Quan trọng là cái đầu, mấy cái đầu này hết xài nè. Anh nhìn mấy cái cạnh nè. Cây nào cây này cây lớn à, cũng tương đối. Đá đảo chiều nè. Đặc biệt là mình lắc là nó không có rơ tí nào á. Mình xài nhiều nó sẽ rơ cái chốt cái này nè. Không có rơ không. Mình xả hết lực mình test nè. Lực cây này từ 40 cho tới 200. 40 Newton cho tới 200 á. 200 Newton mét xả này ra. Đúng không? Để mình coi phải 200 không? Đúng rồi, 200 Newton nha nè. Đây là cây lớn. Dằn lỏng xuống nó đè thử nó nhảy á. Nhảy khóc khóc. Cây okay. Này từ 40 đến 200. Chiều dài là 48, 4 tấc 8. Cái nhỏ này à, chiều dài là 3 tấc rưỡi. Còn một đặt xài điếu 1/2 nha nè. Cái này cũng còn đẹp, còn ít xài hơn nữa cái nhỏ nè. Cạnh nè cũng không có rơ lắc gì luôn. Cái này từ 20 cho tới 90. À, mình xài gì nhỏ mình xài này, xài lớn xài kia, chứ một cây không phải là từ từ không được không. Còn một cây mấy cái cây đầu nhỏ nữa thì nó sẽ nhỏ nữa, nó từ mười mấy cho tới 20. Này lóc đẹp nè, mấy cái dao băng hiệu Canon dáng 2019 nè. Hàng nội địa Nhật nó khác anh em, một cặp này mua mới, mình mua mới cũng tầm hàng nhập về đây người ta bán cũng tầm 8 triệu đó. Này hàng nội địa Nhật mình hàng xài cũng còn khá, mình bán cặp này để chơi bây giờ mình không xài, mình bán giá 2,4 triệu nè cặp. Mỗi cái mỗi mã số chỉ có một món thôi. Anh em nào chốt đó món nào bán rồi thì mình ghi trước tiêu đề cho anh em để anh em khỏi phiền. Nhiều khi bán rồi anh em không biết anh em nhắn nữa mất không. Mình ghi trước tiêu đề á, nào bán rồi còn hết thì mình sửa là đã bán hết. Rồi xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh em tiếp sau nha.